Đỗ Phi xin chào các bạn. Nếu như các bạn cần một chiếc sạc dự phòng này sử dụng vừa có thể là cắm dây hoặc là vừa có thể là sạc không dây thì đây là sản phẩm dành cho các bạn này. Sản phẩm là sạc không dây thì chuẩn PD này và Quick Charge này thì lên tới là 15W này, đem lại là công suất sạc nhanh này. Với chức năng sạc không dây thì dành cho các máy có hỗ trợ sạc không dây này, như là iPhone 8 này đến iPhone 13 này, hoặc là Samsung Galaxy S8, S10, S20, S21 ấy. Đấy, và các máy khác này. Đây, bên trong hộp sản phẩm này thì sẽ có một sạc không dây này và một chiếc dây nguồn. Đó. Cách đóng gói hộp này rất là đẹp luôn. Sản phẩm là chính hãng Edom này, với mã là PD01. Đây, và đây là nhân vật chính của chúng ta này. Đó. Ở phía mặt trước này có là sạc không dây này. Các bạn chỉ cần đặt lên điện thoại phía trên là được. Còn về ngoại hình này, được làm bằng nhựa. Nhựa nhám cũng khá là đẹp này. Đó. Phía bên cạnh hông này sẽ có một nút nguồn này. Phía bên trên thì sẽ có là các cổng đầu ra, cổng sạc đầu ra và đầu vào này. Quick Charge 3.0 này. Đấy, tai C này. Rồi micro USB này. Và một cổng USB nữa này để sạc đầu ra này. Đó. Cổng này thì là 2.1A này. Đây, phía bên cạnh phải này thì sẽ có là nút đèn để biết được dung lượng pin này. Còn phía mặt dưới sẽ là in đầy đủ thông tin sản phẩm này. Đó, Edom này. Sẽ có 4 đầu ra này, output kìa. Đó. Các bạn có thể là sạc cho cùng lúc là 4 thiết bị được. Và có 2 đầu input. Đây. Cái cổng màu vàng này là cổng Quick Charge 3.0 này. Công suất là 15W này, 5V này, 3A. Đó. Còn ở giữa là 2 cổng Type-C và cổng micro USB này. Thì là cổng Type-C này các bạn vừa là đầu ra được, hoặc là vừa có thể là sạc đầu vào được. Đấy, có thể là cắm sạc đầu ra cho thiết bị, hoặc là có thể là sạc cho chính chiếc sạc dự phòng này được. Đó, phía bên này là biểu thị dung lượng pin này, có 4 vạch màu. Đây, ở đây mình có sử dụng chiếc iPhone 11 của mình này. Đó, có hỗ trợ sạc không dây. Đây, các bạn chỉ cần đặt lên. Đó, đặt lên nó sạc. Đây, khi mà đặt các bạn ấn mạnh một chút ý, thì nó sẽ hít vào cái mắt đen đen đấy. Đấy, thì nó sẽ hút rất là chặt. Các bạn có thể là cầm thoải mái, không sợ là nó lệch. Đấy, như vậy là nó vẫn đang sạc. Đây, hút chặt lắm. Rồi, ok, như vậy là mình đã giới thiệu xong cho các bạn xem này. Nếu các bạn thấy hay đừng quên like, share và subscribe kênh này. Đừng quên link mô tả ở bên dưới này.